Kính thưa quý vị, Việt Nam đang tụt hạng cạnh tranh, chỉ trong 2 năm thứ hạng cạnh tranh giảm 16 bậc. Theo đánh giá của các chuyên gia tại diễn đàn kinh doanh thường niên 2013, đổi mới để tồn tại và phát triển được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 4, thì các doanh nghiệp không nên quá phụ thuộc hay trông chờ vào các chính sách của nhà nước mà cần phải thay đổi tư duy để tồn tại trong tình hình kinh tế ngày càng hội nhập như hiện nay. Theo tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, vấn đề thay đổi tư duy để tồn tại không hề mới, nhưng doanh nghiệp chưa thực sự nhận thức đúng và đủ về việc thay đổi này nên chưa có những sự chuyển biến về tư duy rõ nét. Thêm vào đó, chính sách ưu đãi xét theo khía cạnh nào đó đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thị trường, thay vì để họ tự thân vận động. Điều này góp phần làm giảm đi lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Cái môi trường chính sách của chúng ta đó, nó lại tạo cho doanh nghiệp ấy là nó sống một cách nó tương đối là dễ chịu mà không phải cạnh tranh. Cái môi trường cạnh tranh không có, trong khi đó là cơ hội cũng là rất là nhiều. Ví dụ như là tín dụng nó dễ dàng, đi tìm kiếm các cơ hội kinh doanh nó không khó khăn lắm. Thế cũng chẳng phải rèn luyện gì nhiều, thế là cho nên ấy là họ đâm ra là cái nhiều doanh nghiệp ấy là thấy nó mọi chuyện nó dễ. Nền kinh tế biến chuyển không cùng, doanh nghiệp buộc phải tự thích nghi để nâng tính cạnh tranh trên thị trường. Theo đánh giá của ông Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, những gói hỗ trợ của chính phủ gần đây như là Nghị quyết 11, Nghị quyết 02 khá được mong đợi, nhưng khó đạt hiệu quả trong việc giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cũng như phục hồi nền kinh tế. Cái hệ thống chính sách của chúng ta hiện nay như là 13, 11, 02, rồi gói này, gói kia, theo tôi sẽ không có hiệu lực, không đạt được hiệu quả như mong muốn. Còn theo như tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEBR, các chính sách nên tính tới việc hỗ trợ doanh nghiệp trên diện rộng, như là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có sức lan tỏa hơn tới nền kinh tế, thay vì chỉ có một vài gói hỗ trợ tới một nhóm đối tượng. Là giảm thuế là một cái chính sách công bằng hơn rất nhiều cho tất cả các doanh nghiệp. Trong khi đấy, việc chúng ta bơm tới 30.000 tỷ ở bên này thì chỉ là một cái chính sách cho một cái nhóm mà nó hẹp hơn. Tôi không nói là chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng có thể nó vẫn ảnh hưởng tốt, nhưng nó hẹp hơn rất nhiều so với việc là kích thích kinh tế về mặt tài khoá đối với thuế ở đây. Sự phát triển của mỗi doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế. Thế nhưng khá nhiều các chuyên gia đều cho rằng, trong điều kiện khó khăn chung hiện nay, việc doanh nghiệp thay đổi tư duy, đổi mới sản xuất, đóng vai trò quyết định sự tồn tại và thành công của doanh nghiệp.